lộn xộn các bãi xe tự phát. 20.000 một xe, bên đấy cũng thế, bên này cũng vậy. Vé in như nhau và tiền cũng như nhau. Giá nào cũng phải chấp nhận. Đỡ chứ là ông bị mất tiền mà không trả tiền, người ta dọa dẫm này kia. Đã đến đây rồi thì mình thôi báo bên bao nhiêu, lúc đấy thì cũng thì ừ thôi, cho xong. Bất cập, nhưng xử lý là chuyện nan giải. Đáp ứng được cái nhu cầu cho người dân thì lúc đó chúng ta mới tính toán được cái bài toán là đẹp đùa. Thiếu điểm trông giữ xe tại các bệnh viện là vấn đề tồn tại từ lâu và càng trở nên cấp thiết do phương tiện cá nhân tại đô thị như là Hà Nội ngày càng tăng, trong khi tốc độ phát triển của hạ tầng giao thông và đặc biệt là giao thông tĩnh không tương xứng. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, mục tiêu quy hoạch đến năm 2030, diện tích đất dành cho giao thông tĩnh của Hà Nội đạt tỷ lệ từ 3-4%, tuy nhiên hiện chỉ tiêu này mới chỉ đạt dưới 1%. Điều này gây khó khăn cho người dân, đặc biệt là đối với bệnh nhân và người nhà của họ khi loay hoay tìm điểm đỗ xe gần bệnh viện. Chưa tìm ra giải pháp khả dĩ, bệnh thiếu điểm đỗ xe tại các bệnh viện đang ngày càng trầm trọng. Khi bệnh viện từ chối nhận trông xe, cũng là lúc nhiều người loay hoay tìm chỗ đỗ. Đi đến các bệnh viện thì hầu như là cũng mất rất nhiều thời gian. Có thể là đậu xe từ sáng đến chiều tối, có thể mất vài trăm nghìn tiền đậu xe đó. Rất là khổ nếu như mà không có bãi đậu xe trong bệnh viện này. Có bãi đỗ xe thì cái tâm lý để xe nó gọn gàng, nó không sợ bị va chạm hay nọ gì cả. Mỗi ngày tại các bệnh viện tuyến cuối, tiếp nhận hàng chục ngàn lượt phương tiện ra vào. Nhưng ngặt nỗi, cầu cao nhưng cung ít. Rất nhiều bệnh viện từ chối tiếp nhận trông xe vì nhiều lý do. Còi xe inh ỏi, có những lúc không có lối đi ở trong bệnh viện nữa, tạo cái môi trường rất là không tốt, ầm ĩ. Cái việc thứ hai đó là chèo kéo của cái taxi, các taxi dù vào làm khó cho người bệnh. Cái việc thứ ba nữa đó là người bệnh thực sự không có môi trường thật sự trong lành, yên tĩnh để yên tâm điều trị. Mỗi cơ sở y tế sẽ có định hướng phát triển khác nhau. Nhưng để quy hoạch được các bãi xe trong viện thì cần có quỹ đất, có lộ trình chiến lược. Dù chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu gửi xe, nhưng Bệnh viện Bạch Mai vẫn bố trí 14 điểm đỗ xe trong bệnh viện với sức chứa khoảng 10.000 phương tiện. Thừa chỗ nào được chúng tôi bố trí đỗ xe, chắc chắn là không đáp ứng được 100% cái giờ cao điểm. Đấy, nhưng mà cũng là làm nào để tối đa nhất thôi. Bây giờ thì đầu tư những cái hệ thống bãi xe thông minh ấy là vẫn còn đang khó khăn, vẫn chưa triển khai được. Để xây dựng các bãi xe thông minh trong bệnh viện vẫn còn là bài toán nan giải. Hiện rất ít các cơ sở y tế bố trí đủ khu vực trong xe, có nơi chỉ đáp ứng được phương tiện của cán bộ nhân viên. Do đó, các cơ sở y tế đã đưa ra một số giải pháp nhằm hỗ trợ người bệnh, như đưa đón bệnh nhân bằng xe điện. Nhưng thực tế, vẫn chưa đáp ứng được mong muốn của người dân. Dĩ nhiên là việc thiếu bãi đỗ xe không thể nào trách các bệnh viện, bởi quỹ đất dành cho họ vốn chỉ có vậy. Và chính vì phương tiện cá nhân vẫn chiếm tỷ lệ quá lớn, bệnh nhân lại đổ về tuyến cuối quá đông, nên là việc thiếu chỗ để xe là điều tất yếu. Thế nhưng có cầu, ắt vẫn sẽ có cung, chỉ là nguồn cung sẽ tự phát và chơi theo luật riêng của họ. Trước thực trạng thiếu bãi đỗ xe tại các bệnh viện, dịch vụ thu phí trông xe tự phát ở bên ngoài viện được dịp nở rộ với đủ chiêu trò chèo kéo, thậm chí là dọa nạt. 20.000 bên đấy đã có lấy 2 chục. Như nhau hết mà, hay chị bồi rồi thì lên 1 chục. Vé được như nhau, y hệt. Vé in như nhau và tiền cũng như nhau. Nếu mà nó 19.900 thì gọi chị đi trả tiền cho. 20.000 một xe, bên đấy cũng thế, bên này cũng vậy. 20. 20 à? Lên đi mình. 20.000. Đắt thế. Cứ đưa nhanh lên đi, để tôi nhận xe khác. Bước chân vào viện, vài phút bước ra, cái giá phải trả cho một lượt xe máy là 20.000 đồng. Món hời dễ kiếm. Hàng loạt có xe hoạt động tấp nập vào các khung giờ cao điểm trên các tuyến phố quanh Bệnh viện Mắt Trung ương. Để tiếp cận, các cò tràn xuống cả lòng đường vậy khách. Ghi Bệnh viện Trung ương thì đành cứ gửi ở đây thôi, không có chỗ nào gửi, không có giá tiền. Thế sao mình phải trả 20.000? Vâng, bởi vì đã đưa cháu đến đây rồi thì cứ gửi rồi đi vào cho cháu khám thôi chứ. Mình chỉ nói là sao gạt giá cắt cổ thế, mỗi thế thôi, còn chẳng nói gì cả. Đã đến đây rồi thì mình thôi báo với bao nhiêu, lúc đấy thì cũng thì ừ thôi, cho xong. Đục nước béo cò. Chỉ trong khoảng 2 tiếng đầu giờ sáng, có tới hàng nghìn lượt xe vào bệnh viện. Các cò trực chờ, sẵn sàng đeo bám vượt khách. Sao mà để
vẫn chịu luộc 20.000 như thường. Bên kia cũng thế mà chỗ nó còn rộng hơn. Thì không phải là mời để lừa lọc gì đâu. Đấy, bọn chị để một loạt cái kia. Vỉa hè lòng đường bỗng chốc trở thành mảnh đất béo bở cho cò mùi sâu xé. Thậm chí ngang nhiên đặt biển trông giữ phương tiện, thu tiền bến bãi ngay trên đại lộ. Nếu không thỏa hiệp, lập tức sẽ bị đe dọa. Trước gửi bọn con 50.000 ạ, cho con xin tiền luôn. Có vé không? Có vé không? Không cần vé. Đấy, gửi tiền. Dạ. Con em trông xe mà. Đây gì đằng cái đây, anh để bãi ở chú đâu rồi chú đuổi anh? Anh không để được đâu mà. Sao thế? Anh cứ để đấy hỏng xe này. Của anh. Ai làm hỏng xe anh được? Thì anh cứ vứt đấy thôi. Mày đập xe anh à? Cứ vứt đấy rồi biết. Lo sợ, nhiều người đánh chấp nhận nộp tiền cho các cò mồi. Thế nhưng nếu đi ít, chấp nhận đóng tiền một lần thì đã đành. Đằng này, ra vào mỗi ngày trên dưới chục lần, thì số tiền người đàn ông này phải chi lên tới cả 100.000 đồng. Bây giờ một ngày tôi đỗ và tôi nhận không biết bao lần mà mỗi lần mới 50.000. Đỗ chứ là ông bị mất tiền mà không trả tiền, người ta dọa dẫm này kia. Thế lại phải nộp tiền. Không có sự lựa chọn, vì chẳng có cách nào khác. Tận dụng từng ly từng tí. Đến nỗi, bãi xe tự phát trải dài, lấp cả điểm chờ xe buýt. Có từng gì mà chỉ nước đây mà có ô tô to thì cảm thấy sẽ biết rồi. Sự hấp dẫn về lợi nhuận đã khiến các cò mồi ra sức lôi kéo bệnh nhân để trục lợi, gây nên tình trạng lộn xộn quanh các cổng bệnh viện. Thực tế chẳng ai muốn giao phương tiện cho các đối tượng cò mồi trông giữ vì vừa đắt vừa chẳng có bất kỳ ràng buộc cam kết nào về sự an toàn cho chiếc xe của mình. Nhưng nhiều người vẫn đành tặc lưỡi cho qua vì cho rằng vào viện cũng chỉ chốc lát mà thôi. Các điểm trông giữ xe tự phát không chỉ thu tiền của hàng ngàn phương tiện mỗi ngày, bòn rút từ túi của người đến thăm bệnh mà còn gây mất an ninh trật tự, tạo cảnh nhếch nhác, lộn xộn xung quanh bệnh viện. Một thực trạng hiện hữu ai cũng biết, nhưng đến khi chính quyền địa phương xử lý thì lại luôn gặp khó. Biển cấm thu tiền trông giữ xe trái phép được đặt ngay trước cổng viện, nhưng chẳng ai bận tâm. Cả bến bãi tự phát lẫn bãi xe được cấp phép đều thu chung một mức giá đắt đỏ. Bệnh viện này, bệnh viện trung ương. Vé đâu thế nào? Anh đang xanh xanh xé ra thế anh. Để em cho anh xem. Em không đấu, em không đấu với tiền cả. Em không tiền 20.000 của họ mà. Cái này thì em không đấu vì từ sáng dân ở đây nhiều mà em không rõ. Có bao nhiêu người 20.000 rồi mà? Này chị hỏi thế chị nói thế thì thật sự là em khó trả lời vì các bạn bây giờ chị cũng bảo em thế thì nó một phía thì anh chị thông cảm. Không, còn em có hình ảnh camera ghi lại hết rồi mà. Vâng, đâu ạ? Đây. Cái này chị nghe rõ thì em không nghe rõ cái gì ạ. Chỉ cách chừng 30 phút nhưng người đàn ông này vẫn một mực chối bay chối biến việc thu phí gửi xe giá cao trước đó. Thôi 15 thôi. Anh bảo em 20 đúng không? Mà anh cứ bay mà anh muốn giảm giá cho em thì anh giảm giá cho em thôi chứ. Theo quy định, với điểm trông giữ xe được cấp phép có giá niêm yết gần 5.000 đồng một lượt ban ngày. Tuy nhiên khi giao vé cho khách thì lại là một loại vé khác. Nó cứ linh tinh nhỉ, có hôm em gửi 15, có hôm 10, hôm nay em đưa 10.000, em không ghi tiền đâu. Chị không hỏi là giá bao nhiêu ạ? Có, nó nói luôn 10.000 mà. Tự cho mình quyền thu phí gửi xe cao vì lý do phát sinh. Có người thu 5.000, có người thu 10.000, có người thu 20.000 là sao? Đâu ấy? Những người 10.000 người ta nhập viện mổ người ta tầm được khoảng 7-8 giờ tối mới lấy. Đây là các hành vi là tự phát của công dân. Về cái vấn đề này thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với cả bên chỗ công an quận và các cái lực lượng có liên quan để có thể xử lý những cái vi phạm liên quan đến cái việc lấn chiếm vỉa hè lòng đường, liên quan đến việc thu phí và lệ phí sai so với quy định. Ngay sau khi kiểm tra đột xuất, các trường hợp vi phạm về lỗi thu quá giá và lấn chiếm vỉa hè lòng đường đều bị lập biên bản xử phạt hành chính. Tuy nhiên, do mức xử phạt chỉ từ 2 đến 5 triệu đồng nên vẫn chưa đủ sức răn đe. Rất nhiều trường hợp vi phạm vẫn tái diễn ngay khi vắng lực lượng chức năng. Hiện tại là cái việc mà tìm ra một cái vị trí cho cái điểm đỗ trông giữ xe này nó chưa phù hợp, nó chưa tìm được. Chính vì thế mà dẫn đến cái việc mà muốn giải quyết triệt để chúng ta phải đáp ứng được cái nhu cầu cho người dân thì lúc đó chúng ta mới tính toán được cái bài toán là dẹp được. Hầu hết các bệnh viện lớn đều được xây dựng đã lâu, thiếu quy hoạch bãi đỗ xe, quy mô sức chứa không đáp ứng được số lượng thực tế. Các bệnh viện thường nằm trong các khu dân cư, có mật độ dân số cao hoặc tiếp giáp các trục đường giao thông lớn, nên nhu cầu đỗ xe trở nên quá tải.
Để khắc phục những hạn chế này, cần phải có những giải pháp tổng thể, tháo gỡ những nút thắt về quy hoạch giao thông tỉnh.